Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 40 năm của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, Khánh Duy vẫn không quên nhắc các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong tập truyện này. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 40 năm. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ Diệp Phúc thản nhiên cười nhìn Mai Đạp Sơn đang vọt tới hướng chính mình, công đức kim luân hiện lên ở sau đầu, ma khí dày đặc tùm, hắn bỗng trở nên trang nghiêm, vẻ mặt thương xót, mỉm cười thở dài. Mai huynh, ta đang cần công đức đấy, ngươi lại cố tình đưa lên cửa, đây đúng là thiên ý mà. Sao, 3 giây liền giết ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là đệ tử lâu đời của thánh tông sao mà lại dám dõng dạc như vậy ư? Mai Đạp Sơn vẻ mặt dữ tợn, quanh thân ngàn mắt mở ra, ngàn trận hiện lên, khủng bố tới cực điểm, đi nhanh tới phía Diệp Húc. Trên đỉnh đầu của hắn, một ngụm đan đỉnh phập phồng, giống như một hắc động, cắn nuốt thiên địa nguyên khí, hình thành một cái lốc xoáy cực lớn, tản mát ra khí thế kinh người. Ta sau khi bái nhập vào Thánh Tông, được ân sư Trần Mật coi trọng, chẳng những ban cho ta rất nhiều tài liệu, trợ giúp ta tu bổ trận đồ, thậm chí lại ban cho ta một đan đỉnh, khiến cho ta có thể phát huy hoàn toàn thực lực kìa. Mai Đạp Sơn cất tiếng cười lớn, ngàn trận triển khai, trực tiếp đem không gian 10 dặm chung quanh bao phủ, đem Diệp Húc vây vào bên trong. Đan đỉnh trên đỉnh đầu càng ngày càng lớn, miệng đỉnh lớn chừng 100 mét, dừng ở phía trên ngàn trận, đè xuống dưới Diệp Húc. Ta hiện giờ đã tu luyện đến ngàn mắt ngàn trận, lại có đan đỉnh nơi tay, giết ngươi giống như giết gà, ngươi cũng dám nói trong vòng 3 giây, ngươi có thể giết được ta sao? Đan đỉnh truyền tới một uy thế vô cùng trầm trọng, giống như một tòa núi lớn gắt cao ngăn chặn Diệp Húc lại. Khí thế của hắn hoàn toàn triển khai, bày ra linh lung kỳ cục, ngàn trận cùng lên, vô số trận đồ lăng không bay múa vây quanh Diệp Húc, hết thảy đều rít gào lao qua người của Diệp Húc, tính băm thay hắn thành 100 vạn đoạn. Hiện giờ ta chính là đan đỉnh cửu phẩm, giết người thậm chí không cần 1 giây, chết đi cho ta. Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạ nguyệt trên đỉnh đầu lao ra một khẩu đại đỉnh, chấn động ao ong lên một tiếng. Hơn 100 con thượng cổ dị thú hiện lên trên thành đỉnh, truyền ra một cỗ hơi thở phách tuyệt nhân gian. Nhất đỉnh phá thiên, nhất đỉnh phá địa, song đỉnh phá âm dương, ngũ đỉnh phá ngũ hành, thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi, hết thảy phá cho ta. Bên trong hạo nguyệt, 9 đỉnh cùng hiện, lập tức đem thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi hết thảy khắc chế, rất có tư thế muốn phá hủy tất cả. Ngàn trận của Mai Đạp Sơn cũng không thể chạy ra khỏi phạm trù 9 loại nguyên tố này. Rầm 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 mấy tiếng, từng trận đồ còn chưa tiếp cận tới người Diệp Húc đã lần lượt bị phá nát, từng cấm chế một bị nổ tung. Mỗi một trận đồ đều nổ tung, bên ngoài thân thể xích lõa của hắn lại bị mở ra một lỗ máu, những ánh mắt trên người cũng bị nổ tung theo. Trong chớp mắt, hắn liền biến thành một huyết nhân đầm đìa máu tươi toàn thân. Cửu đỉnh hạ ra chủ yếu là trấn áp số mệnh, đem thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi hết thảy mà trấn áp, duy trì vận mệnh quốc gia không suy. Mà kiều đỉnh của Diệp Húc lại vạn pháp yêu quyết cũng bị phá hư, hết thảy bị nghiền nát nghiền bạo, so với kiều đỉnh Vu Hoàng quyết lại càng thêm bạo lực hơn. Lúc bấy giờ Mai Đạp Sơn trong lòng kinh hãi, linh lung trận kỳ của hắn bị phá, tu vi lập tức hạ xuống từ cửu phẩm, bát phẩm, rồi thất phẩm đến lục phẩm, trong chớp mắt lên từ đan đỉnh cửu phẩm rơi xuống đan đỉnh nhất phẩm. Một kích này của Diệp Húc gần như đánh hắn hồi thành nguyên hình. Hạ ra kiều đỉnh Vu Hoàng quyết sao? Ngươi làm sao biết được một loại vu pháp này vậy? Hắn giận quát lên một tiếng, hô tế khởi đan đỉnh, đảo một ngụm không khí, trường hà trong đỉnh chảy ra, tinh khí chân nguyên toàn thân của hắn phóng ra, tính toán thu Diệp Húc vào trong đỉnh, cứng rắn mà luyện hóa. Hắn vận toàn thân tinh khí, tức giận rít gào. Kiểu đỉnh Vu Hoàng quyết của ngươi và của hạ gia không giống nhau,
xem ra là ngươi không có được chân truyền của Hạ gia, ngươi chết đi. Diệp Phúc chắp tay lững thững, chắp hai tay sau lưng đi tới phía Mai Đạp Sơn. Chín khẩu đại đỉnh ở trên đỉnh đầu hắn xoay tròn bay múa chung quanh Hạo Nguyệt. Diệp Phúc cười lạnh mà nói: giết người Hạ gia không phải hay sao? Hạ gia Kiều Đình Vu Hoàng Quyết đã bị ta cải biến rồi, khai sáng vũ pháp mới tên là Kiều Đình Vạn Pháp Yêu Quyết. Mai huynh à, ngươi có thể chết trên vũ pháp ta khai sáng ra, người chết cũng sáng mắt mà. Vạn pháp đều xuất hiện. Hắn quát lên một tiếng, Kiều Đình ầm ầm chấn động, ngàn loại thượng cổ dị thú ầm ầm lao ra, long phượng bay múa, giao long đầy trời, từng loại dị thú đều bị hắn tiến hóa tới mức tận cùng. Mỗi một loại vu pháp đều không kém thanh giao kiểu kích, thậm chí lại còn siêu việt hơn, làm cho người ta hoảng hốt như nghĩ tới đi vào viễn cổ hoang dã vậy. Vu pháp này, trải qua nguyên thần của hắn thêm vào, uy lực là vô cùng. Dầm một tiếng, đan đỉnh của Mai Đạp Sơn bị ngàn loại vu pháp đánh trúng, lập tức đại đỉnh rộng 100 mét này bị rách mấy đạo, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phá toái. Diệp Húc cũng không có coi thường Mai Đạp Sơn, có thể trở thành đệ tử của Ma Tông cũng là nhân vật không hề đơn giản. Lúc trước, quanh thân Mai Đạp Sơn đều là mắt, trận đồ được mở ra, tu vi từ Hạo Nguyệt Kỳ thẳng tới Đan Đỉnh Kỳ. Chiêu thức này có thể nói là kinh thế hãi tục, làm cho người ta phải ngước mắt mà nhìn. Ngay cả chân võ thất sát trận của Ngọc Xanh công chúa, thậm chí lúc đấy nàng nắm trong tay Long Phượng Bảo Châm, Vu Bảo cấp chân giáo, cũng không làm gì được hắn ta. Tuy nhiên, Diệp Phúc hiện giờ tu vi đã tiến cực nhanh, chỉ kém một bước chân liền bước vào Hạo Nguyệt Kỳ. Chân nguyên hùng hậu vô cùng, Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu chiếu khắp, hơn nữa vu pháp của chính mình khai sáng ra, thực lực so với ngày xưa nâng cao không ít, gấp không biết bao nhiêu lần. Lúc trước hắn có thể khắc chế được Mai Đạp Sơn, hiện giờ lại càng thêm thoải mái. Nửa năm qua đi, hắn lấy Di La Thiên Yêu Đế nguyên thần chân giải thân chân kinh, thúc dục Thái Dương chân hỏa, rèn luyện nguyên thần. Nguyên thần này rất mạnh, vượt xa mọi vũ sĩ bình thường, thậm chí còn mạnh hơn đệ tử của Vạn Thọ Môn lúc trước nữa. Hắn hoàn toàn có thể đưa tay nâng núi lớn, rời non lấp biển, cho dù là không dùng Kiều Đỉnh Vạn Pháp Yêu Quyết, lấy lực lượng mạnh mẽ vô thượng của bản thể hắn cũng đủ đập chết Mai Đạp Sơn. Diệp Húc thần sắc lạnh lùng, Kiều Đình đều xuất hiện, đánh thẳng tới Mai Đạp Sơn. Mai Đạp Sơn giống giận, chân nguyên phóng ra, ra sức mà ngăn cản. Đan đỉnh của hắn trực tiếp chắn trước người, chỉ nghe thấy vài tiếng nổ, đan đỉnh của hắn ầm ầm bị vỡ vụn. Kiều Đình tản mắt ra uy thế mênh mông, thậm chí đưa toàn bộ trận đồ hắn luyện nhập quanh thân thể, từng tấm một bị bài trừ. Mai Đạp Sơn rốt cuộc cũng không chống đỡ được, một khẩu đại đỉnh đè ép qua người của hắn, nghiền chết hắn tại chỗ. Diệp Phúc khai sáng ra vũ pháp mới, lần đầu tiên ra tay liền thoải mái để chết một cao thủ kinh tài tuyệt diễm như là Mai Đạp Sơn, trong lòng cũng có chút khoái trá. Công đức của ta lại có một chút tinh tiến rồi, xem ra các loại chuyện giết người cướp của này sau này không ngại làm nhiều một chút vậy, có thể tích lũy được công đức thật nhiều. Mai Đạp Sơn vừa chết, thân thể của hắn lập tức bạo mở, từng tấm trận đồ từ trong thân thể hắn nhảy ra lơ lửng bên trong không trung. Diệp Phúc chỉ phá vỡ non nửa trận đồ của hắn, hiện giờ trong cơ thể của hắn vẫn còn hơn 600 tấm trận đồ. Thu hết lại cho ta. Từng con dị thú từ trong Kiều Đỉnh nhảy ra, đều ngậm một tấm trận đồ rồi rơi vào trong đỉnh. Trong đỉnh lập tức toát ra hừng hực chân hỏa, đem trận đồ này luyện hóa ngay tại chỗ, phân giải ra đủ loại tài liệu. Những cái khác Diệp Húc cũng không quan tâm cho lắm, hắn quan tâm chính là nguyên tử tinh thạch bên trong trận đồ. 300.000 cân tinh thạch, đại la giáo thật đúng là giàu có mà. Thật không hổ là giáo phái tu luyện trận pháp, không ngờ vì Mai Đạp Sơn mà chuẩn bị nhiều nguyên tử tinh thạch như vậy. Tuy nhiên đều là lợi cho ta. Diệp Phúc tứ khởi đại chu thiên tinh đấu trận đồ, đem tinh thạch này trong nháy mắt luyện hóa thành tinh châu, hết thảy đều nhốt vào bên trong trận đồ, lại gia tăng thêm vài loại trận pháp nho nhỏ. Tuy nhiên trận đồ có khả năng ngưng tụ tinh lực vẫn xa xa là không đủ dùng. Hắn đem tất cả của cải của Mai Đạp Sơn cất chứa hết thảy thu làm của riêng, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Vũ Văn Hạo cùng Ngọc Xanh quận chúa hai người kết hợp hợp lực đấu với một mình Thăng Thành. Vũ Văn Hạo từng nói qua hắn luyện chế hai kiện vu bảo cấp chấn giáo, lúc này hai kiện vu bảo bị hắn tế khởi hết thảy, liều mạng với Thăng Thành thế như hổ điên. Diệp Phúc cẩn thận đánh giá lại hai kiện vu bảo này, một kiện là Bà Sa Bảo Y được hắn mặc trên người, chân nguyên thúc dục phía sau hình thành một gốc cây Bà Sa Bảo Thụ cao hơn 10 trượng bao phủ xuống, xanh biếc một mảnh, từng ánh sáng bung xuống bảo vệ quanh thân. Một kiện khác là đan đỉnh của hắn cực kỳ nặng nề, liệt hỏa trong đỉnh mạnh vô cùng, so với đan đỉnh của Mai Đạp Sơn thì còn chất lượng hơn rất nhiều. Diệp Húc nhìn một chút không khỏi lắc đầu, hai kiện bảo vật này chỉ là bán thành phẩm, xa xa mới đạt tới độ cao của vu bảo cấp chấn giáo.
hẳn là do tu vi của Vũ Văn Hạo có hạn chế, không thể luyện thành Vũ Bảo hoàn toàn được. Mà Ngọc Xanh Quận Chúa còn bởi vì tu vi hạn chế, không thể đem Long Phượng Bảo Châm hoàn toàn phát huy uy lực, nhiều nhất phát huy ra được 2 thành uy lực. Nhưng với tu vi của nàng có thể phát huy ra được 2 thành đã là không tồi rồi. Tuy nhiên, đối phó với cao thủ ảo đan như Thăng Thành này thì còn xa xa là không đủ. Thăng Thành tu thành ảo đan, hơn nữa cũng có 2 kiện vũ bảo cấp chấn giáo. Bên trong đó là một cái quạt xếp to lớn, tế khởi ra có phạm vi ước chừng 100 mét. Cây quạt vung lên, thêm một trận gió mãnh liệt, hàng trăm thanh ngư mãnh liệt như phóng sát, hàng nghìn hàng vạn đao phong cắt ở khắp nơi. Bảo phiến này là vũ bảo hắn tỉ mỉ luyện chế, lấy phong sát trên không trung ngưng luyện mà thành, tên là Thiên Phong Bảo Phiên. Một kiện vũ bảo khác của hắn cũng là một khẩu đan đỉnh. Đệ tử của Ma Tông tu vi tới cảnh giới như bọn họ phải luyện chế một khẩu đan đỉnh, chuẩn bị luyện hóa hỗn nguyên thành đan. Cho nên đại bộ phận mọi người sẽ lựa chọn luyện chế một khẩu đan đỉnh, không ngừng tăng cường uy thế của đan đỉnh này. Vũ sĩ ảo đan kỳ cũng không thể hoàn toàn phát huy được vũ bảo cấp chấn giáo, chỉ có thể phát ra được 6-7 thành. Nhưng 6-7 thành cũng đã đủ dùng rồi, hoàn toàn có thể có lực áp được Vũ Văn Hạo cùng Ngọc Xanh Quận Chúa. Ba người bọn họ bất kể là kiện vũ bảo nào, uy thế cũng còn xa xa kém hơn lâu thuyền của Cung Ngọc Nương và Tôn Tú Anh. Hai nữ nhân này trong lòng tức giận đều tới khởi lâu thuyền của mình, khởi động tu vi toàn thân đánh nhau liên tục, gần như có uy thế của cường giả giáo chủ cấp ra tay. Cho dù là Thăng Thành vũ sĩ ảo đan, nếu như tùy tiện xâm nhập vào chiến trường của hai nữ nhân này cũng sẽ bị nghiền chết trong nháy mắt. Vũ bảo không quý nhiều mà là quý tính. Nếu là Ngọc Xanh Quận Chúa và Vũ Văn Hạo liên kết tới khởi một kiện vũ bảo, còn có thể chống đỡ được một vài hiệp. Hiện giờ lực lượng của họ phân tán, liền không phải đối thủ của Thăng Thành rồi. Diệp Phúc tế khởi Định Phong Bảo Thụ, dưới chân vừa động liền bước ra cả cây số, xúc địa thành thốn, vài bước liền xâm nhập vào phạm vi công kích của Thiên Phong Bảo Phiến. Sao, Mai Đạp Sơn đã chết rồi sao? Thật sự là vô dụng mà. Lúc bấy giờ Thăng Thành chú ý tới Diệp Phúc, trong lòng ngẩn ra, lập tức nghe răng cười độc ác mà nói: chết rất tốt, thủ của ta đương nhiên ta phải tự tay báo rồi. Hắn cười ha hả, khí sung ngưu đấu, hào khí bức người. Đan đỉnh đoang đoang một tiếng đụng vào đại đỉnh của Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo bị đánh cho hộc máu, bay ngược ra ngoài vài dặm, lập tức miệng đỉnh hướng tới Ngọc Xanh Quận Chúa mà chùm tới. Ngọc Xanh Quận Chúa không dám đón đỡ, vội vàng rút lui nhanh như kinh hồng vậy. Thăng Thành bước lui được 2 người, ngạo nghễ mà nhìn về phía Diệp Húc, điềm nhiên nói: họ Diệp kia, ngươi dùng thân phận sư thúc để ép ta, bức ta phải quỳ xuống đi ra ngoài thư viện. Ngươi có từng nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay hay không? Diệp Húc ngẩng đầu nhìn Thiên Phong Bảo Phiến trên đỉnh đầu của hắn, ánh mắt quái dị, lên tiếng một cười nói: Thang Sư Điệt, đây là vũ bảo ngươi luyện chế ra sao? Thăng Thành đắc ý giật rào, thân hình ngạo nghễ đứng thẳng, tế khởi bảo vật, từng đạo phong sát xoay chung quanh bảo phiến. Hắn cười cười nói: không sai, đây là Thiên Phong Bảo Phiến của ta, nó dung nhập phong sát, uy lực vô cùng. Cho dù là cao thủ nguyên đan kỳ, bị phiến một phiến thôi cũng không thể chịu nổi. Tiểu tử, ngươi làm nhục ta trước mặt nhiều người, hôm nay ta muốn nghiền nát ngươi thành tro bụi. Diệp Húc tay nâng lên Định Phong Bảo Thụ, thản nhiên mà nói: Điệt Nhi ngoan, cháu ngoan của ta, ngươi hiện giờ quỳ xuống bỏ về Thánh Tông còn kịp kìa. Sau đó hắn lắc đầu thở dài: Thiên Phong Bảo Phiến của ngươi trước mặt ta chỉ là một trò cười. Lại nói, phong sát đối với người khác mà nói có lẽ cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả cường giả nguyên thai kỳ sau khi tiến vào trong phong sát thuần túy cũng phải thật cẩn thận, e sợ cho phong sát thổi chúng sẽ hồn bay phách lạc. Nhưng đối với Diệp Húc mà nói, phong sát giống như nước chảy vậy, bình thản vô cùng. Từ khi có Định Phong Bảo Thụ, hắn liền không sợ qua loại sát khí này. Nếu như Thăng Thành dùng cái khác luyện chế thành vũ bảo, Diệp Húc còn phải cẩn thận một phần. Nhưng hiện giờ ánh mắt của hắn nhìn về phía Thăng Thành giống như nhìn một bi kịch sắp phát sinh vậy. Người muốn chết sao? Thăng Thành giận dữ thét dài một tiếng, chân nguyên không ngừng dũng mãnh tiến vào trong Thiên Phong Bảo Phiên. Lập tức cái chuôi quạt này mở ra, càng lúc lại càng lớn. Trên quạt xuất hiện đồ án sơn thủy, phong sắt màu xanh thuần từng đợt tràn qua mặt quạt. Răng rắc một tiếng, trong cây quạt xuất hiện một cái chảo lớn màu xanh, dường như có một cự thú bị nhốt bên trong cây quạt, ý đồ muốn thoát thân mà ra vậy. Vũ Văn Hạo và Ngọc Xanh Quận Chúa hai người lập tức tụ tập tới bên người Diệp Húc. Vũ Văn Hạo sắc mặt ngưng trọng, lau đi vết máu trên khóe miệng nói:
Phong sát, không ngờ hắn có thể luyện thành phong sát như vậy. Lần này chỉ sợ có chút không xong rồi. Hy vọng phong sát của hắn còn không chính thức mà thành hình. Hoàng Tuyền Ma Tông có rất nhiều vũ bảo, có uy lực cực kỳ khủng bố. Đều là những thế hệ cao thủ sau khi chết lưu lại. Đại bộ phận Linh Sơn đều có bảo vật chấn áp, nằm trong tay nhiều thế hệ phong chủ. Những bảo vật này có uy lực vô cùng khủng bố, thủ pháp rèn luyện thành thục. Đệ tử Ma Tông chế luyện ra rất nhiều vũ bảo phòng chế, rất nhiều người lấy đó mà mô bản, sau đó luyện chế ra nâng cao uy lực. Cái thanh phong bảo phiến này của Thăng Thành cũng là căn cứ vào thiên phong bảo phiến chấn áp linh hóa phong mà luyện chế thành. Nó là một kiện vũ bảo rất có tiền đồ, có không gian nâng cao rất lớn. Thiên phong bảo phiến chân chính là chấn đỉnh chi bảo của linh hóa phong, nổi danh với thiên ma sách, bị người luyện chế nhốt vào bên trong mấy ngàn trích phong lân, sinh sôi bên trong bảo hồn giới phiến, ngày đêm không ngừng tế luyện bảo phiến, khiến cho uy lực của bảo phiến này ngày một lớn hơn. Thang Thành tự nhiên không có được năng lực này, tuy nhiên hắn từng có cơ duyên tiến vào bên trong bảo hồn giới của thiên phong bảo phiến, chính mắt gặp qua lại dị thú phong lân này, bởi vậy mới có thể nâng cao bảo phiến của mình lên tới cấp độ chấn giáo. Lúc này đây, hắn đem toàn bộ uy năng của thiên phong bảo phiến do mình chế tạo hoàn toàn triển khai ra ngoài. Chân nguyên thúc giục phong sát trong quạt, dần dần đem tất cả phong sát tạo thành một con phong lân dài tới cả 100 mét. Quái vật to lớn không gì sánh được này đột nhiên di động, nhảy lên trên, từ trong cây quạt nhảy ra bên ngoài, lập tức trời đất cuồng phong nổi lên, gào thét hướng tới phong lân mà tụ hội, hình thành một mảnh phong lưu giết gào lao đi, giống như ngàn con giao long màu đen cùng di chuyển vậy. Cuồng phong giống giận, giống như ngàn vạn con bò Tây Tạng tùy ý nhảy chồm đấu đá lung tung đến long trời lở đất. Rầm 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 rầm, những luồng gió màu đen này đảo qua một ngọn núi, làm cho đỉnh ngọn núi bị cắt nát, tạo thành một cái thông đạo hình tròn lõm ở trên núi. Đây là một chiêu uy lực mạnh nhất của ta, cho dù là Tôn Tú Anh ta cũng có thể tin tưởng đấu được với nàng. Giết ngươi, một tiểu tử còn chưa hoàn toàn tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ, quả thực là dùng dao mổ trâu để mà giết gà mà. Thăng Thành ngạo nghễ đứng thẳng, thiên phong bảo phiến dựng thẳng ở phía sau hắn, giống như bức tường lớn. Phong sát ngưng tụ thành phong lân, thao túng những luồng khí lưu quấn quanh thân thể, giống như cự long dương nanh múa vuốt, khủng bố tới cực điểm. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Diệp Húc, dường như nắm chắc thắng lợi. Hắn mỉm cười nói: "Hiện tại quỳ xuống, bò 3 vòng, sau đó dập đầu xin lỗi ta đi. Nói không chừng tâm tình của ta tốt, còn có thể cho các ngươi chết được toàn thây. Nhớ kỹ, 3 người các ngươi chỉ có 1 cái toàn thi thôi." Vũ Văn Hạo sắc mặt kịch biến, nhỏ giọng mà nói: Sư thúc, chúng ta có thể cúi đầu nhận sai được không? Tốt xấu gì cũng có 1 người chết toàn thây kìa." Ngọc Xanh quận chúa nghe hắn lắp bắp nói vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng thay đổi nhan sắc, cười lạnh mà nói: "Ta trải qua bao nhiêu sát trường, có cái gì mà chưa từng trải qua đây? Muốn ta cúi đầu ư? Căn bản là không có khả năng này." "Sư đệ, người đang nói đùa sao?" Diệp Húc nghe vậy cũng không khỏi khâm phục uy năng của bảo phiến này. Tuy nhiên, khâm phục là khâm phục, cho dù thiên phong bảo phiến có hung mãnh như thế nào, hắn cũng không thèm để ý. Thiên phong bảo phiến này ở trước mặt định phong bảo thụ, trở mình không được bao nhiêu. "Con vịt chết tới nơi còn mạnh miệng sao?" Thăng Thành giận dữ cười, bảo phiến huy động, lập tức những luồng gió màu đen cuồn cuộn giống như những con rồng đang giận dữ đánh thẳng tới đám người Diệp Húc. Vũ Văn Hạo vừa mới tế khởi đan đỉnh của mình, tính toán liều chết chống cự, chỉ nghe thấy âm một tiếng, luồng gió màu đen dường như đánh phải một tấm chắn vô hình, phá thành từng mảnh nhỏ một, lướt qua 3 người bọn họ giống như nhánh sông rẽ nhánh vậy. Từ xa mà nhìn lại, giống như hơn 10 luồng khói đen thẳng tắp từ phía sau bọn họ mà kích tới. Thăng Thành nao nao lại huy động bảo phiến, phong lân lập tức mang theo cuồng phong cuồn cuộn trong nháy mắt đã giáng tới đỉnh đầu của đám người Diệp Húc. Con cự thú do phong sát ngưng tụ lại mà thành này tức giận rít gào, nâng móng vuốt hướng họ mà chụp tới. Thế nhưng móng vuốt của nó mới tiến vào phạm vi của định phong bảo trụ liền lập tức hóa thành vô hình, phong lân há mồm hướng 3 người táp tới. Trích cự thú này lập tức chỉ còn lại 1/2. Phong lân cắn xuống, trong nháy mắt đã bị vỡ nát, cự thú do phong sát hình thành đã không còn nguyên vẹn được nữa. Vũ Văn Hạo ngẩn ngơ, lập tức nổi lên dung khí, thái độ ác liệt cực kỳ, nhai răng cười độc ác mà nói: "Thằng sư huynh, tiếp tục quạt đi, còn mẹ đó chứ, đừng tiết kiệm sức lực như vậy. Tiểu đệ rất nóng, nóng quá đi mà, mau tới quạt chút cho mát đi." Ngọc Xanh quận chúa lườm hắn một cái thầm nghĩ:
Cái tên này sao lại tồi tệ đến như vậy, miệng lưỡi đầy lời thô tục kìa. Diệp Húc nâng Định Phong bảo thụ đón cơn lốc của Thăng Thành đi tới. Hắn nói: Sư đệ, hiện giờ ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta, thả ngươi về núi còn kịp. Thăng Thành sắc mặt khẽ biến, giơ tay bắt lấy Thiên Phong bảo phiến, tự mình huy động, cuồng phong không dứt, hỗn loạn phong sát, gần như có thể phá hủy hết thảy được. Tuy nhiên, những cuồng phong này đi tới trước người Diệp Húc, liền tiêu tan vô hình hết thảy. Hắn cố sức vận chuyển chân nguyên liều mạng huy động bảo phiến, nhưng thủy chung vẫn không ngăn được bước chân của Diệp Húc. Đừng quát, cái quạt này vẫn là cho ta đi. Chín đỉnh hiện ra trên đỉnh đầu của Diệp Húc, chân nguyên từ trong đỉnh trào ra ngoài, hình thành một bàn tay to, lớn chừng nửa mẫu, kim quang chói mắt, hướng Thiên Phong bảo phiến mà chụp tới. Thăng Thành tế khởi ra đỉnh, tính toán đập nát bàn tay to của hắn. Thế nhưng đúng lúc này, đan đỉnh của Vũ Văn Hạo đã tà tà đánh tới, hai miệng đỉnh chạm vào nhau rồi tách ra ngay lập tức. Cùng lúc đấy, Ngọc Xanh quận chúa tế khởi Long Phượng bảo châm, lớn như một cái thuyền, bên trong trường hà của nữ nhân này xuất hiện một bàn tay to, bắt lấy châm cài tóc, hung hăng nện xuống, lập tức đánh cho Thăng Thành té ngã như ngả. Cánh tay bắt lấy châm cài này đập đến đập lui, không kiêng nể gì cả. Bàn tay to màu vàng của Diệp Húc thì nhân cơ hội này bắt lấy Thiên Phong bảo phiến, cưỡng ép rút bảo phiến này ra khỏi tay của Thăng Thành. Các người tự tìm đường chết sao? Thăng Thành giận dữ, xoay người đứng lên, tóc tai bù xù. Hắn giận quá mà hóa cười, lên tiếng nói: Còn việc chết tới nơi, còn dám mạnh miệng sao? Câu này ta trả lại cho ngươi. Ngọc Xanh quận chúa lại tới khởi Long Phong bảo châm, hung hăng đập tới hắn, nàng cười nói: Có Định Phong bảo thụ của Diệp Phúc ở đây, Thiên Phong bảo phiến của Thăng Thành cũng không dùng được. Nàng cũng yên lòng, vui vẻ mà ra mặt. Đoang! Long Phượng bảo châm còn chưa hạ xuống, liền thấy đỉnh đầu của Thăng Thành đột nhiên dâng lên một viên minh châu chói lọi, hào quang bắn ra tứ phía, mang theo một cỗ uy thế tối nghĩa. Long Phượng bảo châm cũng là vũ bảo cấp chấn giáo, tuy rằng không thể phát huy ra được toàn bộ uy lực, thế nhưng mà uy lực của nó cũng không phải nhỏ. Nào ngờ còn chưa kịp hạ xuống, liền bị viên minh châu kia chấn bay lên trên cao. Ảo đan sao? Ngọc Xanh quận chúa sắc mặt kịch biến, vội vàng thu hồi Long Phượng bảo châm. Vũ Văn Hạo cũng thu lại đan đỉnh, đứng bên người Diệp Húc nhỏ giọng mà nói: Sư thúc, có biện pháp gì hay không đây? Diệp Húc cũng không khỏi nhíu mày, bất chấp đem Thiên Phong bảo phiến ra tế luyện, tính cả Định Phong bảo thụ mà cũng thu vào trong ngọc lâu. Thăng Thành là cường giả ảo đan kỳ, ảo đan chỉ là giả đan, cũng không phải nguyên đan chân chính, nhưng mà uy lực của nó rất mạnh. Có ảo đan trợ trận, Thăng Thành như hổ thêm cánh, thế tất có thể làm cho bọn họ không thể chống cự nổi. Ảo đan vừa ra chỉ có thể lấy từ vật lộn sinh tử, kỹ xảo và vu bảo đặc thù dĩ nhiên là vô dụng. Lúc này cho dù không dùng vu bảo uy lực, Thăng Thành chỉ cần một khẩu đan đỉnh, nhưng lấy ảo đan thúc giục đan đỉnh vẫn có thể thoải mái nghiền chết mọi người. Dầm dầm, Thăng Thành sắc mặt điên cuồng, tế khởi đan đỉnh trực tiếp chụp xuống ba người, bao phủ hết thảy, nhai răng cười độc ác mà nói: Các người đã chọc giận ta thành công, hôm nay ta sẽ luyện hóa tất cả các ngươi thành cặn bã kìa. Đại đỉnh thôn thiên, đám người Diệp Húc bị hút không thể tự chủ được mà bay tới miệng đỉnh. Hiện tại chỉ có thể liều mạng mà thôi. Diệp Húc tế khởi Thiết Huyết Chính Kỳ, mặt đại kỳ này triển khai trong gió, đón gió bay phấp phới. Trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh và dì sắt. Hắn trầm giọng nói: Hai vị mau trợ giúp ta một tay. Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu của hắn dựng lên, trăng sáng chiếu khắp, ánh trăng sáng tỏ, chân nguyên màu vàng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong chiến kỳ. Chỉ thấy đại kỳ này triển khai càng ngày như dày hơn vậy, giống như một khối sắt mềm mại. Một giọt tích huyết châu phù di động ra bên ngoài đại kỳ, dòng sông chảy trên đầu Ngọc Xanh quận chúa, trường hà này trực tiếp chảy vào bên trong Thiết Huyết Chiến Kỳ. Thiết Huyết Chiến Kỳ lập tức lại bành trướng thêm một chút, hóa thành trên dưới 100 mét, giống như một khối màn thép vậy. Chân nguyên của Vũ Văn Hạo cũng trào ra toàn bộ, rót vào bên trong Thiết Huyết Chiến Kỳ. Tu vi của hắn còn thâm hậu hơn cả Ngọc Xanh quận chúa đến mấy chục lần, ba người hợp lực rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn triển khai được uy năng của Thiết Huyết Chiến Kỳ. Mặt đại kỳ này rộng lớn ngàn mét, bay giữa không trung nặng vô cùng, mặt cờ dài tới mấy chục mét, giống như một khối sắt thép thật lớn, trực tiếp dừng ở trên đại đỉnh. Ong 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 ong, hai kiện vu bảo cấp chấn giáo hoàn toàn triển khai uy năng, phát ra những tiếng ong ong trầm đục, chấn động làm cho người ta váng tai hoa mắt. Chỉ thấy hai kiện trọng bảo này lần lượt chạm vào nhau, nặng nề đến kinh người, ép cho không khí kịch liệt run lên. Răng rắc một tiếng, đan đỉnh của Thăng Thành xuất hiện những vết sách,
nhìn thấy mà ghê người. Mà thiết thiết chính kỳ cũng bị nứt ra một mảng lớn. Hai kiện trọng bảo không ngờ đều đã bị thương nặng. Bốn người gần như đồng thời cùng ộc máu. Long Phượng Bảo Châm. Diệp Phúc đột nhiên thu hồi lại thiết huyết chiến kỳ, lau đi vết máu lên khóe miệng. Hắn trầm giọng quát. Ngọc Xanh quận chúa hiểu ý, lập tức tế khởi Bảo Châm. Ba người lại toàn lực. Bảo Châm càng lúc càng lớn, giống như một con thuyền lớn. Nó đánh thẳng vào thành của đan đỉnh. Chỉ thấy vết nứt trên thành đan đỉnh càng lúc càng nhiều, càng lúc lại càng lớn. Long Phượng Bảo Châm cũng đồng thời lọt vào thương nặng, được Ngọc Xanh quận chúa thu hồi lại. Bốn người bị thương quá nặng, mỗi người mặt vàng như giấy, thân hình lảo đảo. Thiên Phong Bảo Phiến. Khóe miệng của Diệp Phúc máu chảy không ngừng, thần sắc lạnh lùng, đem Thiên Phong Bảo Phiến tế ra. Hắn không ngờ tính toán lấy bảo vật khắc chế bảo vật, liều mạng hư hao ba kiện trọng bảo, cũng phải đem đan đỉnh của Thăng Thành mài nhỏ, cứng rắn mài chết hắn. Cự phiến được mở ra, cuồng phong thổi quét tới, phong sát ngưng thành phong lân, đánh cho đan đỉnh của Thăng Thành dập nát. Sư thúc, ta quỳ xuống, tiểu chất về núi sẽ tu tỉnh lại. Ngài vừa rồi nói qua chỉ cần ta quỳ xuống sẽ không giết ta mà. Thăng Thành sắc mặt kịch biến, vội vàng quỳ gối giữa không trung, cười lệnh mà nói. Cơn lốc đảo qua sẽ hắn thành từng mảnh nhỏ. Vừa rồi là sư thúc nói dẫn chơi thôi, ngươi sao lại tưởng thật chứ? Diệp Phúc thu lại Thiên Phong Bảo Phiến, hắn cười nói. Ba người bọn Diệp Phúc chia nhau hết thảy tài sản của Thăng Thành. Vũ Văn Hạo vẫn còn có chút khó tin được. Thăng Thành tu luyện ra ảo đan, ỷ vào tu vi cao thâm, thường xuyên cả vũ lấp miệng em, ức hiếp những đệ tử như hắn. Nhưng mà lúc này, ba vũ sĩ tu vi nửa vời như bọn họ, không ngờ lại có thể giết chết một vị cường giả như vậy, thực sự khiến cho hắn là có chút khó tin. Sư thúc à, chúng ta cùng tiến lên, hạ luôn cả bà nương cung ngọc nương kia luôn đi. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào cung ngọc nương, chỉ thấy nữ nhân này đang cùng Tô Tú Anh đánh tới long trời lở đất. Diệp Phúc vội vàng lắc đầu nói. Thật là chê cười, hai nữ nhân này mạnh mẽ vô cùng, thủ đoạn đã kinh người, đều là ảo đan cựu phẩm cường giả cả. Ta có nên động vào không đây? Mà thôi, tốt nhất là không nên. Ba người bọn họ đối phó với Thăng Thành còn có chút miễn cưỡng, liên tục khư hao hai kiện vũ bảo cấp chân giáo. Trên người mỗi một người mang theo thương thế, chỉ là có thể tính là thắng thảm. Nếu như tùy tiện xâm nhập vào chiến trường của cung Ngọc Nương với Tôn Tú Anh, khẳng định chỉ có một con đường chết mà thôi. Đây là bởi vì cảnh giới chênh lệch của bọn họ quá lớn, lớn tới bất luận vu bảo nào cũng không thể bù đắp lại được. Tôn tỷ tỷ, chúng ta không oán không cứu, làm gì phải phân chia người sống ta chết như vậy? Lúc này cung Ngọc Nương cười khanh khách nói, trên người đầy vết thương, trong lòng cũng hơi thất kinh. Tôn Tú Anh cũng không khá giả hơn nàng là mấy, hai nữ nhân này đều có tu vi tương tự nhau, đều là ảo đan cửu phẩm đỉnh phong, thủ đoạn cũng không hơn kém nhau là mấy, chỉ có tiêu hao tới chết mới phân ra thắng bại được. Tuy nhiên Tôn Tú Anh hận ý trung nhân bị cung Ngọc Nương thái bổ, cho nên một lòng muốn đẩy cung Ngọc Nương vào chỗ chết. Nàng chiến đấu giống như một con báo mẹ điên vậy, không để ý tới gì cả, lấy thương thế đổi thương thế, khiến cho cung Ngọc Nương rất là đau đầu. Thậm chí hai chiếc lâu thuyền kia đều bị hai nàng đánh thành vỡ nát, uy thế bị tổn hao rất nhiều. Họ Tôn kia, người đã điên rồi, tiểu muội cũng không chơi với người nữa đâu. Cung Ngọc Nương đột nhiên thu lâu thuyền của mình vào bên trong ngọc lâu, tơ mang bay ra, nàng cười dâm đãng mà nói. Trước tiên, ta cứ bắt ba thuốc bổ kia đã, bồi bổ thân thể của mình rồi tính sau. Nàng đột nhiên cởi bỏ áo ngực bằng tơ nang của mình, lộ ra bộ ngực sữa. Nửa người trên của nàng đột nhiên xuất hiện những tơ mang giống như linh xà, nhô lên cao, hướng tới ba người Diệp Phúc mà quấn tới, cảnh tượng rất thương diễm. Ba người Diệp Phúc vội vàng chạy ra bốn phía chung quanh. Vũ Văn Hạo quay đầu lại mà kêu lên. Cung tỷ tỷ, người có bản lĩnh ngươi cởi luôn cả váy ngắn của mình ra đi, lão tử lập tức để ngươi thái bổ kìa. Cung Ngọc Nương cười khúc khích, mũi chân động một chút, váy ngắn tự động cởi ra, xoẹt một tiếng. Cái váy ngắn này biến thành một túi vải thật lớn, chùm tới Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng chạy trốn. Tôn Tú Anh sắc mặt âm trầm, ở phía sau đánh tới, tế khởi lâu thiền, đánh tới hậu tâm của cung Ngọc Nương, hung hăng mà nói. Đáng phụ, nhận lấy cái chết đi. Cung Ngọc Nương quay đầu lại, dịu dàng lên tiếng. Tôn tỷ tỷ, làm gì mà bức người quá đáng như vậy? Thân thể của nàng run lên, tơ mang và váy ngắn tự động mặc lên trên người, hướng tới phương xa bay tới, nàng cười khanh khách nói. Diệp sư thúc đi thông thả, người ta còn không có hưởng thụ qua tư vị của nhân vật cấp sư thúc đâu. Diệp Phúc thầm mắng một câu, vội vàng cắm đầu mà chạy như điên, một bước hạ xuống,
liền bước ra tới cả cây số, xúc địa thành thốn, giống như một con ngựa đang phi như điên vậy. Bảo bối nhi, ngươi trốn không thoát được đâu, ngoan ngoãn nằm xuống đi, rồi cởi sơ mi ra, sư điệt sẽ khiến sư thúc dục tiên dục tử. Cung Ngọc Nương cười khanh khách mấy cái, vươn ngọc thủ chụp tới Diệp Phúc đang ở đằng xa xa. Năm ngón tay chân nguyên của nàng chảo tới, giống như năm đầu ác long mãnh liệt mà đánh tới Diệp Phúc. Diệp Phúc vội vàng rơi xuống phía dưới, né tránh năm ác long vồ sát, lập tức hướng tới phía xa xa mà chạy đi như bão táp. Hắn quay đầu lại cả giận mà nói: "Chất nữ nhi sao? Đại nương, đừng có nói đùa chứ. Ngươi thật ra là chất nữ nhi thì ta cam tâm tình nguyện để cho ngươi thái bổ. Đáng tiếc ngươi già hơn ta đến mấy chục tuổi, là lão yêu bà cấp đại nương rồi kìa." "Sao? Dám nói ta là lão yêu bà sao?" Cung Ngọc Nương giận dữ mà cười, sát khí đằng đằng, nhằm vào hắn mà đuổi theo nhanh chóng, khoảng cách càng ngày càng gần. Nữ nhân này hận nhất người khác nói mình già, động cơn giận lôi đình. Nàng cười nói: "Tiểu tử thối, lão nương bắt được ngươi rồi, sẽ bảo chế ngươi một phen, sau đó làm cho ngươi thoát dương mà chết đi kìa." Diệp Phúc căm thầm kêu khổ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Tôn Tú Anh đang truy đuổi ở tận xa đằng sau, tuy nhiên cũng không thể đuổi được Cung Ngọc Nương. Lâu thuyền của Tôn Tú Anh trong chiến đấu cũng đã bị thương nặng, không thể dùng lâu thuyền để đuổi kịp được. Chiếu theo tình huống như bây giờ, Cung Ngọc Nương khẳng định có thể bắt được hắn, sau đó thong dong trốn thoát khỏi tay của Tôn Tú Anh. "Đáng chết mà, nữ nhân này sao lại chỉ định nhắm vào mình vậy? Thái bổ Vũ Văn Hạo chẳng phải tốt hơn hay sao?" Diệp Phúc cào não vạn phần, trong vài cái hô hấp đã chạy ra trăm dặm. Cung Ngọc Nương ở phía sau càng ngày càng gần hơn, tơ mang từ ngực của nàng bay ra, giống như một con mãng xà màu phấn hồng đang cuốn tới hắn vậy. "Trốn không thoát rồi." Diệp Phúc vội vàng lục xem những đồ đạc chứa trong ngọc lâu, chỉ thấy một đôi cánh trắng như tuyết lơ lửng trong ngọc lâu tầng thứ nhất. Trong lòng của hắn nao nao, đây chính là bảo vật mà Giao đạo nhân đã đưa cho hắn, tên là Thiên Vũ Chi Dực. Bảo vật này Giao đạo nhân cũng từng nói qua khi giao cho hắn, không biết tác dụng cụ thể của Thiên Vũ Chi Dực, chỉ biết một khi tới khởi nó sẽ có tốc độ không gì so sánh được. Hơn nữa, tấm cánh này được tạo thành từ vạn kiện vũ bảo, lại chỉ là một bộ kiện tạo thành của một vũ bảo lớn mà thôi, không tính là trọn vẹn. Diệp Húc lúc ở La Phù Đảo cũng từng lấy Thiên Vũ Chi Dực, thì dễ dàng mở ra Viêm Dương Hổ Lô, lấy Viêm Dương Lôi Hỏa mà giết sạch một đám cao thủ. Sau đấy, hắn liền không có vận dụng Thiên Vũ Chi Dực nữa, cũng bởi vì tu vi của hắn không đủ, vô lực mà tế khởi vũ bảo này. Lúc này, tình huống nguy cấp, Diệp Húc bất chấp ý nghĩ khác, lập tức lấy ra vũ bảo này. Nhân bảo Kim Luân hiện lên sau đỉnh đầu, một cỗ công đức rót vào bên trong Thiên Vũ Chi Dực. Thiên Vũ Chi Dực vốn là một kiện vật phẩm chết, được hắn lấy công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết tế luyện, lập tức ong ong vang lên. Những cây vũ mao nổi lên từng cái một, vũ mao chấn động giống như sống lại vậy, tản mắt ra một cỗ uy năng hạo hãn. Đôi cánh này kêu lên một tiếng mở ra, lơ lửng bên người của Diệp Húc, dài tới mấy chục mét. "À, tiểu tử thối, ngươi lại có bảo bối gì vậy?" Cung Ngọc Nương ánh mắt sáng lên, bất chấp bắt Diệp Húc, tơ mang nguyền chuyển như rắn, thẳng tới Thiên Vũ Chi Dực mà quấn lấy. Tơ mang còn chưa kịp đi tới bên cạnh Thiên Vũ Chi Dực, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang. Đôi cánh kỳ quái này đột nhiên mang theo Diệp Húc bay lên trời cao, chỉ để lại một đạo khói trắng. Trong chớp mắt, nó đã bay tới hơn 10 dặm, mắt thường gần như khó có thể nhìn thấy được. Cung Ngọc Nương kinh dị không ngừng, ngẩng đầu mà nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 dặm phía trước có một tòa hùng sơn lớn vô cùng. Nó ngăn trở đường bay của đôi cánh, nhưng lại bị đôi cánh cứng rắn phá thông một cái động lớn. Cung Ngọc Nương trong lòng vừa động, vội vàng đuổi theo. "Tiểu tử này lần đầu tiên sử dụng loại vũ bảo thuần tốc độ, còn chưa có quen thuộc vũ bảo này, cho nên đụng phải núi đá, lúc này sợ rằng bản thân đã bị trọng thương rồi. Tốc độ của cái vũ bảo này thật là kinh người, nếu như ở trong tay của ta, sau này giết người cướp của thì thuận buồm xuôi gió vô cùng rồi." Dầm 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 dầm. Lúc này Thiên Vũ Chi Dực liên tiếp đâm thủng hơn 10 tòa núi lớn, lắc lư, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy. Cung Ngọc Nương ra sức điên cuồng đuổi theo, đi dọc theo đường đi của Diệp Húc, chỉ thấy những núi lớn này lưu lại cái thông đạo dài tới hơn 10 dặm, đều bị Thiên Vũ Chi Dực xuyên thấu, trước sau xuyên suốt. Trong lòng của nàng lại càng thêm khiếp sợ. Tiểu tử này thân thể không ngờ lại mạnh như vậy, như vậy cũng không chết được sao? Tuổi của hắn tuy nhỏ, thế nhưng thân thể lại mạnh mẽ vô cùng. Nếu như thái bổ nhất định có một phen tư vị khác thường đấy, làm cho người ta hận không thể lập tức bắt hắn ân ái một phen đấy. Khoảng cách của nàng với Diệp Húc còn có hơn 10 dặm, chỉ thấy đôi cánh kỳ quái kia dần dần ổn định lại, đột nhiên cánh rung lên, phóng lên cao, biến mất ở phía chân trời. Sau một lúc lâu, không trung mới chuyển tới một tiếng sấm nổ,
lưu lại một đoàn khí màu trắng dài, chậm rãi biến mất. Bảo vật này dường như ngay lập tức đột phá âm thanh, lấy tốc độ nhanh hơn âm thanh không biết bao nhiêu lần mà biến mất đi. Cung Ngọc Nương nhìn xem mà nghẹn họng chân chối, sau một lúc lâu vẫn không nói thành lời được. Nàng muốn tìm kiếm tung tích của Diệp Húc, nhưng chỉ thấy một mảnh mù mịt, không còn tung tích. Mà ở đằng sau, đám người Tôn Tú Anh vội vàng đuổi tới, nàng cũng vội vàng bỏ chạy, không dám ăn thua với Tôn Tú Anh. Đôi cánh kia, tới tận cùng là bảo vật gì đấy? Ta còn chưa nghe nói qua có một vu bảo có tốc độ như vậy. Trong lòng của nàng buồn bực vạn phần. Diệp Húc khống chế Thiên Vũ Chi Dực một đường bão táp, không tới một nén nhang đã bay ra tới mấy ngàn dặm. Hắn đi tới một khoảng trời mênh mông trên biển rộng, chỉ thấy sóng biển mênh mông, sóng xanh liên tiếp, rộng lớn bát ngát. Hắn thu hồi lại Thiên Vũ Chi Dực, lảo đảo dừng trên mặt biển, sắc mặt tái nhợt. Hắn lần đầu thao khống loại vu bảo này, tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cái vu bảo này lấy số lượng vu bảo tổ hợp cùng một chỗ, mỗi một kiện vu bảo đều có tốc độ kinh người. Tốc độ thêm vào cùng nhau lập tức khiến cho hắn không thể khống chế được, bị liên tục đánh lên những tảng núi lớn. Việc này gần như làm cho thân thể của hắn bị dập nát. Nếu như không có Ngọc Lâu truyền tới sức sống không ngừng tới cho hắn chữa trị thân thể, chỉ sợ ngay lúc này đây, ngay cả động đậy hắn cũng không có sức lực. Hơn nữa, thao túng Thiên Vũ Chi Dực cần chân nguyên hao tổn vô cùng lớn, bay ra mấy ngàn dặm làm cho chân nguyên của hắn bằng không, vô lực mà tiếp tục phi hành. Khó trách Giao Đạo Ca có nói, lấy tốc độ của Thiên Vũ Chi Dực này, thiên hạ to lớn, bất luận là nơi nào cũng có thể đi được. Hắn tặng kiện bảo vật này cho ta, đó là một ân tình vô cùng lớn. Chờ khi ta đứng vững ở trong Hoàng Tuyển Ma Tông rồi, liền mang hắn tới, có phúc cùng hưởng, trợ giúp hắn sớm luyện thành nguyên thai, nguyên thần, rồi thành tựu Thiên Long. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, mi tâm mở ra, Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ từ mi tâm của hắn nhảy ra, trận đồ chậm rãi mở, dắt Chu Thiên tinh lực vừa chữa trị thân thể thương tổn, lại vừa khôi phục lại tu vi. Hắn tế khởi Ngọc Lâu, phóng xuất thùng bi ra ngoài. Đầu hắc hùng này cầm Thiết Huyết Chiến Kỳ rách tung tóe, đứng ngộ pháp ở bên người của hắn. Hắn thực sự bị thương quá nặng, nếu một người chữa thương mà không có ai bảo hộ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Hùng Bi cầm lấy đại kỳ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đột nhiên lá cờ vo lại, biến thành một cây thương, cười một tiếng đâm vào trong biển. Lập tức từ trong biển, một con cá mập dài tới mấy chục mét bị xiên lên. Hắn cười ha hà nói, phần bón thượng đẳng, thượng đẳng. Con cá mập này đã tu luyện thành yêu, đạt tới hạo nguyệt kỳ, bị Chu Thiên tinh lực hấp dẫn, từ biển sâu bơi lên còn chưa kịp tiếp cận thì đã bị hắc hùng này đâm một thương chết toi. Hắc hùng kéo thi thể cá mập vào trong Ngọc Lâu của Diệp Húc. Hiện giờ Ngọc Lâu của Diệp Húc đã trưởng thành thành Long Độ Phạm Biến Kim Ngọc Lâu, cao tới 13-14 mét, đứng sừng sững trên mặt biển. Ánh sáng chói mắt đưa tới không ít yêu vật, rất nhiều con ẩn núp sâu dưới mặt nước đều ngó lên xem. Ồ, một con gấu thật béo tốt, để cho ta cắn một miếng xem nào. Cắn một miếng nào. Một con bạch tuộc to như một ngọn núi nhỏ đang múa may xúc tu, cười ha hà rồi nói. Diệp Húc cũng không cần để ý, tiếp tục tĩnh tâm chữa thương. Những yêu quái trong biển này đều là tán tu, tu luyện không phải hệ thống, còn xa mới là đối thủ của Hùng Bi. Hùng đại lão gia tu luyện Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết, sức chiến đấu rất mạnh, lại có Thiết Huyết Chiến Kỳ trong tay, cũng đủ để cất ngang hết thảy. Dòng chảy ngầm dưới mặt biển càng ngày càng mãnh liệt, từng con đại yêu của hải tộc từ xa nhìn thấy một ánh tinh quang rực rỡ cùng với một tòa Long Độ Phạm Biến Kim Ngọc Lâu đều vọt tới, rất nhiều chủng loại thiên kỳ bích quái. Có hải tộc rõ ràng là một con cá lớn, lại có hai cánh bên sườn, có tay có đuôi, dán mắt trên mặt biển mà phi hành, ầm ầm rung động. Cũng có một con tôm lớn tu luyện thành tinh, đỉnh đầu mọc ra hai cái râu giống như hai cái roi màu đen vậy, hai tay là một đôi đại ngao, tám chân dài, thân khoác áo giáp đỏ như lửa. Cũng có đại yêu là hải báo tu luyện thành tinh, tướng mạo thì hung ác, so với Hùng Bi cũng không kém hơn là bao nhiêu. Ngoài ra còn có hải quỳ, hải xà, kình xà, các loại thiên kỳ bách quái, sử dụng vu bảo cũng không giống nhau. Có khi là trực tiếp dùng một bộ vị ở trên người mình luyện chế thành vu bảo, có khi là không biết lấy được khoáng vật từ đâu tôi luyện thành binh, cũng có con trực tiếp lấy san hô mà luyện thành bảo vật. Những hải tộc này chen chúc mà tới, hoặc là tính toán đoạt bảo, hoặc là người thấy mùi máu tươi mà đến, tất cả đều muốn lấy Hắc Hùng và Diệp Húc làm món khai vị. Hải tộc quen gây sóng gió, tuy nhiên nơi này có trận đồ Đại Chu Thiên Tinh Đấu chấn áp, mặt biển phong ba bình ổn, cho dù là lão yêu tu luyện nhiều năm cũng đừng mơ tưởng nhấc lên được phong ba bão táp. Tất cả hiện giờ chỉ có thể dựa vào thân thể cùng với vu bảo công kích mà thôi. Hùng Bi tay cầm Thiết Huyết Chiến Kỳ,
coi như trở thành một cây đại thương. Hắn nguyên bản là chuyên tu võ đạo, thậm chí có thể đánh bừa một trận với Diệp Húc, nghiêm nhiên là một đại tông sư võ đạo. Một cây cương thương khiến cho thiên biến vạn hóa, giống như một mãnh tướng vậy. Đầu hắc hùng này tu luyện Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết cũng là một loại công pháp cận chiến. Lúc này hắn cao tới 6-7 mét, trong tay cầm Thiết Huyết Chiến Kỳ dài tới 7-8 trượng, gần như không có mấy đại yêu có thể chống đỡ được mấy hiệp ở trong tay của hắn. Tất cả đều bị hắn dùng thương phá vu bảo chết trên mũi thương cả. Hắc hùng đại khai sát giới, không ngừng tu luyện Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết, thực lực không ngờ cuồn cuộn tăng lên, giống như một sát thần vậy. Diệp Húc cũng chẳng quan tâm, an tâm mà dưỡng thương. Thương thế của hắn cũng không lo ngại, chủ yếu là vì tu vi bị Thiên Vũ Chi Dực cắn nốt sạch sẽ, hắn phải nhanh chóng khôi phục lại tu vi. Tu vi của hắn tuy rằng chỉ kém một chút là tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ, nhưng tu vi vô cùng thâm hậu, so với Hỗn Nguyên Kỳ Vu Sĩ cũng không chút kém sắc. Bởi vậy, muốn khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, thấp nhất cũng cần phải 3-5 ngày. Thiên Vũ Chi Dực tốc độ tuy là nhanh, thế nhưng tiêu hao quá lớn, về sau khi nào chạy trối chết mới có thể sử dụng mà thôi. Diệp Húc mở to mắt, cơ thể khoai khoái dễ chịu, tu vi của hắn đã khôi phục được 8 phần. Hùng Bi đang cùng một con bạch tuộc tu luyện thành tinh giao chiến. Cái bạch tuộc kia đã hóa thành hình người, khí lực cực kỳ khổng lồ. Nó giống như một đống thịt béo ở trên mặt biển vậy. 8 cánh tay cầm 8 kiện vu bảo, hoặc bổng, hoặc xoa, hoặc thương, hoặc luân, múa may che kín không một kẽ hở. Con bạch tuộc này lực lớn vô cùng, 2 con mắt xanh thẫm to lớn không gì sánh được, chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt. Thỉnh thoảng nó lại há mồm phun ra một cỗ khói đen, khiến cho Hùng Bi không phân biệt được Nam Bắc. Đầu bạch tuộc này mạnh mẽ vô cùng, thật không ngờ có thể đánh nhau sống chết được với Hùng Bi. Xem ra nên truyền thụ Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết cuốn thứ hai cho Hùng Bi được rồi. Diệp Húc đang định trợ giúp Hùng Bi một tay, đột nhiên trong Ngọc Lâu chuyển tới một cỗ dao động bất thường. Hắn vội vàng phân ra một nũ ý niệm tiến vào tầng thứ nhất của Ngọc Lâu. Chỉ thấy bên trong Ngọc Lâu mấy trăm con kim tằm 4 cánh như ong bay loạn lung tung, giống như tạo phản vậy, đem linh điền của Hùng Bi gặm nát một mảnh lớn. 2 kim tằm 4 cánh đang tiến hóa vẫn ở trong kén như cũ, chưa có thành thục. Những con tằm bảo bảo này đang bay lượn phá phách 4 phía, chính là những kim tằm được sinh ra từ trứng của chúng, giờ đã phá vỏ mà sinh ra. Những kim tằm 4 cánh này không ai tế luyện, cái gì cũng ăn. Những thi thể đại yêu hải tộc bị Hùng Bi ném vào trong cũng bị chúng gặm sạch. Thậm chí không hề ít kim tằm bổ nhào nhào vào đầu nhỏ trên ngọc hoa giao trì, ôm lấy ngọc thụ mà gặm. Nào biết được cây ngọc thụ này vô cùng kiên cường, thậm chí lá cây của chúng cũng không thể cắn được. Cái răng mài đi mài lại toát ra rất nhiều đốm lửa. Đám kim tằm 4 cánh này ước chừng có hơn 600 con. Chúng giống như châu chấu vậy, càn quét tầng thứ nhất ngọc lâu của Diệp Húc một lần, làm hư không biết bao nhiêu là linh dược. Thậm chí có tiểu tử còn ôm lấy vu bảo há mồm mà cắn, làm cho vu bảo của Diệp Húc cất chứa trong đó mất đi cũng không ít kiện. Hơn nữa không biết bao nhiêu tài liệu bị chúng nó nuốt đi. Diệp Húc vừa sợ vừa giận, đột nhiên một con kim tằm 4 cánh phát hiện ra ý niệm của hắn, há mồm đánh tới, ý muốn nuốt ý niệm của hắn vào bụng. Lập tức tất cả như một bầy ong bay đi, bổ nhào vào phòng ở mà Hùng Bi kiến tạo, làm cho một cây cọc gỗ bị gãy rơi xuống. Khốn kiếp mà, những cái vật nhỏ này dám tạo phản phải không? Lão gia ta cực khổ góp nhặt nhiều tài liệu như vậy, gần như bị chúng nó nuốt cả rồi. Diệp Húc dựng thân lên, bước tới Ngọc Lâu, chuẩn bị tự mình giáng lâm tới không gian thứ nhất mà hàng phục kim tằm 4 cánh này. Chân thân của hắn vừa mới tiến vào trong Ngọc Lâu, lập tức bị kim tằm 4 cánh phát hiện. Tất cả đều bỏ lại những gì đang cạm dở, che trời phủ đất mà bay tới phía hắn. Xẹt xẹt vù, từng trích tàm bảo bảo lớn nhỏ bằng một ngón tay cái đột nhiên thổi phồng bành trứng lên, hóa thành lớn như con bò đực, mở cái miệng đầy răng sắc bén táp tới hắn. Vù 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 vù, 600 con bảo bảo tằm hóa thành hơn 600 cổ trùng to lớn xèo xèo mà kêu lên, hùng hùng hổ hổ chen trời lấp đất, nhất tề mà đánh tới hắn. Nhân bảo kim luân tế, Diệp Húc quát lên một tiếng, công đức kim luân sau đầu đột nhiên dâng lên một vòng tròn tối đen như mực, hướng tới đám kim tằm mà chụp tới. Kim luân này chỉ nhóng qua người đám kim tằm, chỉ thấy những kim tằm này đột nhiên đần độn dừng ở trên không trung. Diệp Húc tế khởi thiên cổ bảo tràng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chỉ thấy mặt bảo tràng này hơi lay động, liền đem những kim tằm 4 cánh này thu vào bên trong. Lúc trước hắn tế luyện kim tằm 4 cánh là phân cách nguyên thần, đem nguyên thần dung nhập vào trong đầu kim tằm. Loại thủ đoạn tế luyện này thiếu thốn rất nhiều,
tế luyện 1-2 cổ trùng thì còn không có gì, nhưng tế luyện mấy trăm con, nguyên thần tự nhiên sẽ suy yếu đi rất nhiều, mất nhiều hơn được. Bởi vậy, Diệp Phúc vứt bỏ phương pháp tế luyện của Ngũ Độc Giáo mà vận dụng công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết tới tế luyện cổ trùng. Hắn tế luyện đúng cách, liên tục thu được 200 trích kim tàm, công đức Kim Luân lập tức nhỏ đi một nửa, đã trở nên ảm đạm. Không xong rồi, công đức của ta không đủ để bắt hết thảy đám kim tàm này. Diệp Phúc phi thân lui về phía sau. Lúc này kim tàm đuổi theo không bỏ, từng con kim tàm lần lượt bị công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết tế luyện thu vào thiên cổ bảo tràng. Công đức Kim Luân của hắn rốt cuộc tiêu hao không còn, còn có hơn 200 con kim tàm lớn như bò đực truy đuổi phía sau lưng hắn. Thu! Diệp Phúc giận tím mặt, tế khởi thần mộc vương đỉnh mà đã lâu mình không sử dụng. Lập tức khẩu đại đỉnh này lớn hơn 100 mét, hương khí thâm lừng truyền tới. 200 kim tàm kia ngửi thấy hương khí này lập tức chen chúc nhau chui vào bên trong đỉnh. Chỉ trong tích tắc, tất cả kim tàm bị hắn thu vào trong đỉnh. Diệp Húc thở ra một tiếng nhẹ nhàng, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, chỉ nghe thấy tiếng gặm xèo xèo từ trong truyền ra. Trong chớp mắt, thần mộc vương đỉnh bị đám tàm trùng này gặm nhấm nát. Kim tàm đem thần mộc vương đỉnh gặm sạch, gào thét bay lên vọt tới phía hắn. Diệp Húc bất đắc dĩ, kim vân trên đỉnh đầu lao ra hóa thành 9 khẩu đại đỉnh lớn chấn áp trên không trung, lấy ngàn vạn thượng cổ dị thú lao ra, rồng bay phượng múa, ngàn thú cùng xoa tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố. Những thượng cổ này chỉ cần phát ra khí tức cũng đủ để làm cho đại bộ phận yêu thú bị chấn trụ không dám động đậy, nhưng nào biết được kim tàm bốn cánh căn bản không thèm để ý, thẳng tới yêu thú trong không trung bay đi, ôm lấy liền gặm. Diệp Phúc trong lòng căm tức tới cực điểm, lại không đỡ giết hết đám kim tàm này, đành phải tạm thời rời khỏi Ngọc Lâu. Trong mắt thung quang chợt lóe, công đức, ta cần đại lượng công đức kìa. Thiên cổ bảo tràng trên đỉnh đầu của hắn đón gió run run, hơn 400 con kim tàm bay ra che nguyên một khoảng trời, đảo qua biển rộng. Hùng Bi đang cùng bạch tuộc quái kia ác chiến, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy vô số cổ trùng vồ lên giống như châu chấu vậy, ong ong bay qua người của hắn. Nơi bạch tuộc quái đang đứng đột nhiên không thấy một bóng người, thậm chí ngay cả 8 kiện vu bảo trong tay hắn cũng không có lưu lại, hết thảy tán thân ở trong bụng trùng. Hùng Bi ngẩn ngơ chống thiết huyết chiến kỳ, buồn bực vô cùng. Hắc không ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cổ trùng này hình thành một mảnh kim vân cực lớn. Kim vân hạ xuống nơi nào thì lập tức hải tộc ở nơi đấy biến mất không thấy tăm hơi. Hải tộc bị bọn họ hấp dẫn tới ước chừng có mấy trăm con, trong chớp mắt đã bị kim tàm bốn cánh này quét ngang hơn phân nửa. Những hải tộc khác thế vội vàng chạy ra bốn phía chung quanh, chui vào trong nước biển mà biến mất không thấy đâu nữa. Sau đầu của Diệp Húc, nhân bảo Kim Luân lại hiện lên. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến vào Ngọc Lâu. Chỉ thấy hơn 200 con kim tàm còn lại đưa một nửa số tài liệu hắn cực khổ cất giữ gặm đi hơn phân nửa, không khỏi lòng đau vô cùng. Hắn vội vàng tế luyện hết thảy cổ trùng này một lần, thu vào bên trong thiên cổ bảo tràng. Trong lúc này không biết là nên vui hay nên mừng đây. Vui là hơn 600 con kim tàm bốn cánh được hắn thu vào thiên cổ bảo tràng, uy lực có thể tăng lớn, khiến cho thực lực của hắn tinh tiến. Buồn là cổ cải của mình mất đi rất nhiều, ước chừng mất đi 7 phần. Hùng Bi cũng không ngoại lệ, thậm chí ngay cả vu bảo mà đầu hắc hùng này cực khổ luyện chế ra cũng bị kim tàm này ăn luôn vài món. Cũng may cái đám quỷ tham ăn này không thích ăn linh mạch, nếu không mệt muốn chết rồi. Thiên cổ bảo tràng là trấn giáo chi bảo của Ngũ Độc Giáo, cho dù là Ngũ Độc Giáo cũng không có mấy cái. Đây vẫn là Lệ Tịnh Dương lo cho hắn không có thủ đoạn phòng thân nên tự mình luyện chế mà đưa cho hắn. Trước kia bảo tràng không có uy lực gì, chỉ có tiện cho việc thu cổ trùng, mà hiện giờ bên trong bảo tràng chứa hơn 600 con kim tàm, uy lực cũng trở nên cực kỳ khủng bố. Kim tàm bốn cánh dù sao cũng dễ dàng bị người khác khắc chế, chỉ có kim tàm 6 cánh mới chân chính là cổ trùng lợi hại thôi. Nếu như thiên cổ bảo tràng bên trong toàn kim tàm 6 cánh, cho dù là cường giả nguyên đan kỳ cũng không phải là đối thủ của ta nữa rồi. Diệp Phúc thở ra, đi ra ngoài không gian Ngọc Lâu, chỉ thấy Hùng Bi đi vào trong Ngọc Lâu. Sau một lúc, đầu hắc hùng này hừng hực mà lao tới, trong tay mang theo một cây lăng nha bổng bị gặm một nửa, vừa muốn giết gào, Diệp Phúc đã thản nhiên nói: "Thiết thiết chứng kỳ này ta tặng cho ngươi." Hùng Bi vội vàng im miệng, cười bồi mà nói: "Diệp lão gia rộng lượng, tiểu hùng tổn thất một ít linh dược và tài liệu cũng không có trở ngại gì cả." Hắn dừng một chút rồi lại cười bồi tiếp tục nói:
Diệp lão gia, không bằng giúp đỡ Tiểu Hùng gỡ mặt cờ bên trên đại kỳ này xuống. Tiểu Hùng quen dùng trường thương rồi, cầm cái lá cờ này cảm thấy không tiện tay. Diệp Húc trừng mắt lướt hắn một cái, cả giận mà nói: Thiết thuyết chính kỳ hơn phân nửa uy năng đều ở trên mặt cờ này, bỏ đi mặt cờ này chỉ là một cây trường thương, không có uy năng của Vũ Báo. Tiểu Hùng chỉ thích đại thương mà thôi, vừa thô lại vừa dài. Hắc Hùng khúm núm nhỏ giọng nói thầm. Diệp Húc không để ý tới hắn, trong lòng tính toán mà nói: Yêu ma trong biển rất nhiều, ta hiện tại không biết hải ngoại tiên khác ở nơi nào cả, không bằng đại khai sát giới một phen, tích lũy một ít công đức, nâng cao một ít cảnh giới của Nhân Bảo Kim Luân vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Húc lúc này tới khởi thiên cổ bảo tràng, hơi hơi run run. Hơn 600 đầu kim tàm bốn cánh bay ra, giống như là một đóa kim vân, xèo xèo kêu lên, chui vào trong nước biển. Kim tàm ở trong nước cũng có thể phi hành, tốc độ cũng cực nhanh. Diệp Húc lúc này nhìn theo ánh mắt của kim tàm, chỉ thấy thế giới dưới biển đặc sắc và sặc sỡ, cực kỳ kỳ lạ, rất khác ở trên đất bằng. Thường thường không hề có vật gì bơi qua, cực kỳ là dịu ngoan, thế nhưng lại có lúc hung mãnh đến cực điểm. Còn có vô số người cá thành đàn mà bơi qua bơi lại, lại có đại yêu tu luyện thành tinh đột nhiên mở cái miệng rộng đầy máu của mình, đem những con cá nhỏ một ngụm mà nuốt vào. Những yêu vật này qua lại tự nhiên, nhanh như thiểm điện, quanh miệng phát ra yêu khí nồng đậm. Phát hiện ra đám kim tàm này, lập tức thì đánh tới. Diệp Húc khẽ mỉm cười, tâm niệm hơi động. Hơn 600 con kim tàm liền gào thét mà xông lên, đem đám quái ngư bao phủ lên, ngay cả xương cốt cũng không còn lưu lại một mảnh. Hắn cũng không thu hồi lại kim tàm, mà là buông thả tinh thần, khiến cho kim tàm tự do hành động, không thèm khống chế. Đã không có hắn thao túng, những kim tàm này liền hành động theo bản năng. Bất luận vật nào sống đều há mồm cắn nuốt hết thảy, cho tất cả những cái gì có thể nhìn thấy vào trong bụng của mình cả. Lấy thực lực trước mắt của Diệp Húc, tế khởi thiên cổ bảo tràng có thể khống chế khoảng cách 20 dặm, tức là trong vòng 20 dặm đều là phạm vi hoạt động của kim tàm bốn cánh. Không quá lâu sau, sau đầu Diệp Húc dựng lên công đức kim luân tối đen như mực. Công đức kim luân của hắn là thuần túy do ác quả tạo thành, khác một trời một vực so với kim luân do thiện quả tạo thành. Diệp Húc một bên đi trên mặt biển, không nhanh không chậm mà đi tới phía trước, một mặt tế khởi đại chu thiên tinh đấu trận đồ, thu thập chu thiên tinh lực chung quanh. Tu vi khôi phục, long độ phạm biến kim ngọc lâu trên đỉnh đầu của hắn dựng thẳng lên trên Nhân Bảo Kim Luân. Bên trong kim luân nổi lên một cái thiên cổ bảo tràng, lại có vẻ phần ý nhị xuất trần, có vẻ có chút tự tại. Tuy nhiên, ở hải vực dưới chân của hắn lại là một trường giết chóc đến thảm thiết. Trong phạm vi 20 dặm, bất luận hải tộc nào cũng không thể chạy trốn, hết thảy bị kim tàm bốn cánh diệt sát. Hắn đi trên dưới 100 dặm, Nhân Bảo Kim Luân khôi phục lại bộ dạng vốn có, thậm chí lại còn siêu việt hơn. Thế giới trong biển so với lục địa rộng lớn hơn rất nhiều, tranh đấu cũng càng thêm thảm thiết. Hơn xa so với đất bằng, sát phạt không ngừng kìa. Trên đất bằng vũ sĩ không động thủ với phàm nhân, mà trong biển thì lại không có hạn chế này. Những yêu vật này cắn nuốt đồng loại, quả thực là như cơm bữa vậy. Hắn mượn ánh mắt của kim tàm bốn cánh mà nhìn, chỉ thấy trong đáy biển có những dãy núi nguy nga, trong núi thậm chí có động phủ di tích do tiền nhân lưu lại. Tuy nhiên, những động phủ này đại đa số đã bị người cướp đoạt không ít. Còn có không ít yêu vật hải tộc chiếm cứ ở trong đó, chiếm lấy đỉnh núi. Mấy trăm kim tàm bốn cánh bay vào trong động phủ, nghiền ép qua. Đại yêu tiểu yêu không lưu, nơi nào đi qua lưu lại một phiến trắng tinh, không còn một ngọn cây cọng cỏ. Trong động phủ này cũng có vu bảo do đại yêu hải tộc luyện chế. Tìm kiếm tài liệu thấp hơn vu bảo, Diệp Húc để cho kim tàm trực tiếp ăn sạch. Tài liệu hắn để mắt tới mới cho kim tàm thu hồi, ném vào trong ngọc lâu của mình. Lần này hắn thông minh hơn một chút, không để của cải của mình ở tầng thứ nhất ngọc lâu, mà để bên trong gian tầng thứ hai. Một ngày sau, Diệp Húc tu vi đã khôi phục, hạo nguyệt trên đỉnh đầu cùng công đức kim luân giao thoa rực rỡ. Ngọc lâu tọa lạc bên trong hạo nguyệt, kim quang chói mắt, mà thiên cổ bảo tràng thì lơ lửng bên trong Nhân Bảo Kim Luân, bay tới bay lui, không ngừng được các quả của hắn ôn dưỡng tế luyện. Yêu tộc trong biển nhiều đến như vậy, chỉ sợ Nhân Bảo Kim Luân của ta rất nhanh tu luyện tới đại thành, thuận lợi mà bước vào Địa Bảo Kim Luân thôi. Diệp Húc trong lòng có chút vui mừng, cô đọng Nhân Bảo Kim Luân thật ra là phụ, mấu chốt trong biển của cải nhiều không đếm xuể được. Hắn thu hoạch tài liệu luôn không ngừng tăng trưởng, chiếu theo tốc độ này sớm muộn gì cũng khôi phục lại như cũ, thậm chí còn muốn giàu có hơn trước kia rất nhiều. Đột nhiên hắn cảm thấy một kim tàm mất đi cảm ứng, trong lòng nao nao, còn chưa kịp xem xét tình huống gì thì lại là một kim tàm nữa biến mất. Sao,
có người xuống tay diệt trừ kim tàm của ta sao? Diệp Phúc giận dữ, tâm niệm vừa động, thiên cổ bảo tràng từ trong nhân bảo kim luân nhảy ra, rơi vào trong tay của hắn. Hắn hơi hơi lay động, lập tức tất cả kim tàm từ trong mặt biển lao ra, ong ong mà phi hành, nhảy vào bên trong bảo tràng. Diệp Phúc tay cầm bảo tràng, phóng lên cao, ánh mắt nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy ở phía trước ngoài 10 dặm, trên mặt biển, Trường Hà rung động, Hạo Nguyệt vận chuyển, kiếm khí tung hoành, cực kỳ là chói mắt. Hắn bay lại gần mà nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 vũ sĩ đang vây quanh một vũ sĩ trẻ tuổi mà chém giết, trận chiến cực kỳ thê thảm và thảm liệt. Vũ sĩ này hẳn là đệ tử của một môn phái ma đạo, chuyên tu kiếm đạo. Vũ bảo tu luyện đều là phi kiếm, sắc bén vô cùng, bên trong mang theo kiếm quang âm nhu quỷ dị, làm người ta khó lòng mà phòng bị. Ở bên trong trường có đủ các cường loại cường giả như đan đỉnh kỳ, tế khởi một đại đỉnh, trong đỉnh kiếm quang lưu chuyển, cắt phá lung tung giống như một mảnh tuyết trắng, khí tượng hoàn toàn khác với những vũ sĩ đan đỉnh kỳ khác. Vũ sĩ bị bọn họ vây trong kiếm trận ước chừng 20 tuổi, một thân mặc áo dài trắng như tuyết, chân đạp mang hài, khuôn mặt như ngọc, ánh mắt thì ấm áp, mềm mại có thần. Đỉnh đầu của hắn dựng thẳng lên một vòng hạo nguyệt màu lam, sáng tỏ rực rỡ, chiếu rọi ánh sáng màu lam khắp bốn phía. Bên trong Lam Nguyệt tọa lạc một tòa 5 tầng thương thiên thanh quang bảo tháp, hiển nhiên là một vũ sĩ chính đạo. Vũ sĩ này dáng người vừa cao lại vừa gầy, giống như một cây sậy trúc, cao ước chừng hơn trượng. Phía sau hiện lên một hình thể ảo ảnh thật lớn, bốn đầu tám tay, hình dáng thật ghê tởm. Bốn khuôn mặt đều đang phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, tám tay cầm lấy một kiện vũ bảo, kim cương sử, mõ, linh, trống, chuông, rồi thì như ý, niệm châu phất trần. Ảo ảnh màu lam xấu xí này hẳn là do vũ pháp của hắn biến thành, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng chấn động vũ bảo, phá nát kiếm khí đánh tới. Thậm chí ngay cả vũ bảo của người khác cũng bị đánh nát dễ dàng. Hơn vạn kiếm quang đâm thủng phòng ngự vũ pháp của hắn, đánh trúng thân thể vũ sĩ trẻ tuổi này. Nhưng chỉ thấy kiếm quang đều bị cắt phá, phá nát, giống như đánh vào một vách tường đồng, chắc chắn vô cùng. Những phù văn đột nhiên xuất hiện trên người vũ sĩ này lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Thân thể của hắn vô cùng kiên cường, thậm chí còn hơn Diệp Phúc không biết bao nhiêu lần. Diệp Phúc thậm chí nhìn lại, một cường giả đan đỉnh kỳ tế luyện đan đỉnh tính thu vũ sĩ này vào trong đỉnh, muốn luyện chết hắn, nhưng bị bàn tay của hắn trấn trụ, cứng rắn đập nát đan đỉnh này, thong dong mà thoát vây. Lực lượng thân thể của hắn không ngờ mạnh mẽ vô cùng, lực lượng đơn thuần cũng có thể so sánh với một con giao long. Thậm chí ngay cả đan đỉnh của cường giả đan đỉnh kỳ kia đối với hắn cũng không có cách nào cả. Sao? Là kiểu chuyển nguyên công ư? Diệp Phúc trong lòng nhảy loạn, đây tuyệt đối chính là kiểu chuyển nguyên công. Hơn nữa, so ra với nguyên công của hắn thì cảnh giới còn cao hơn, hẳn là tâm pháp của tầng thứ hai. Lấy tu vi Hạo Nguyệt Kỳ quét ngang một đám vũ sĩ tu vi cao thâm hơn hẳn hắn, cảnh tượng này Diệp Phúc quen thuộc vô cùng. Hắn cũng từng dựa vào kiểu chuyển nguyên công mà đại sát tứ phương. Chân nguyên màu lam ư? Nói như vậy, người này đã luyện kiểu chuyển nguyên công cuốn thứ hai rồi, tu luyện tới ngũ chuyển. Diệp Phúc ánh mắt chớp động, trong lòng cũng có chút tò mò, kiểu chuyển nguyên công cuốn thứ hai tu luyện tới ngũ chuyển cần chân nguyên khủng bố vô cùng. Không biết vũ sĩ trẻ tuổi này làm như thế nào mà tu luyện được tới cảnh giới này đây? Nói vậy, hắn cũng có một loại tâm pháp nâng cao tu vi rất nhanh. Người này là kình địch, không phải là vũ sĩ tầm thường. Người vũ sĩ trẻ tuổi này mặc dù bị nhốt bên trong kiếm trận nhưng vẫn lững thững, cười lạnh mà nói: các vị sư huynh của dân gian kiếm phái, xem ra thủ đoạn của ma đạo các ngươi cũng thường thôi. Nếu các ngươi không có thủ đoạn nào khác, tiểu đệ đành phải tiễn các ngươi thượng lộ bình an rồi. Một vị trưởng lão dân gian kiếm phái tức giận tới phát run, cười giận mà nói: là Tế Xuyên, người thân là đệ tử của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, chính là đại phái chính đạo, ức kiếp một môn phái nhỏ như dân gian kiếm phái chúng ta, cũng không sợ mất thể diện của Tiểu Quang Minh Thánh Địa hay sao? Một trưởng lão của dân gian kiếm phái khác mặt cũng đầy giận dữ mà lên tiếng: dân gian kiếm phái ta cùng Tiểu Quang Minh Thánh Địa các ngươi không oán không kiều, tất cả mọi người đều tới hải ngoại tiên các, người vì sao lại vô duyên vô cớ giết đệ tử chúng ta như vậy? Dân gian kiếm phái là một môn phái nhỏ trong cảnh nội đại đường, trong giáo phái cũng không có mấy món vũ bảo cấp chấn giáo. Lần này hai vị trưởng lão mang theo đệ tử xuống núi chuẩn bị đi hải ngoại tiên các, nào biết được trên Quỳnh Hải lại gặp phải La Tế Xuyên, không nói một lời liền hạ sát thủ, liên tục chu sát vài tên đệ tử. La Tế Xuyên cười ha hả, điềm nhiên mà nói: ma đạo yêu nghiệt,
mỗi người gặp được thì nên giết đi. Ma đạo các ngươi đáng tận thiên lương, chết chưa hết tội. La Mỗ lần này xuống núi đi du lịch, đó là muốn kiến thức được cái gì gọi là tinh anh ma đạo tam cung lục phái 72 thế gia. Giết các ngươi chỉ có thể là luyện tập một chút, làm quen vũ pháp mà thôi. Hắn nhảy lên ngàn vạn kiếm quang, lắc mình đi vào bên cạnh một vũ sĩ dân gian kiếm phái. Một trưởng làm cho trường hà bên trên đỉnh đầu của vũ sĩ Hỗn Nguyên Kỳ chấn vỡ, ngọc lâu tan vỡ, cứng rắn chụp chết đối phương. Minh Vương mặt phẫn nộ kia phía sau của hắn nhảy lên, thẳng xâm nhập vào trong kiếm trận. Minh Vương giơ lên một cái đại mõ dài hơn một trượng, đánh nát đầu một vũ sĩ Hạo Nguyệt Kỳ. Lập tức tế khởi niệm châu đè vào cổ một đệ tử dân gian kiếm phái khác, cứng rắn ép chết hắn. Phẫn nộ Minh Vương lay động kim linh, thanh âm thanh thúy chấn cho một vũ sĩ khác ngã xuống. Kim cương sử hạ xuống đánh nát hắn ta. Hắn liên tục giết mấy người, xuất nhập vào trong kiếm trận như đi vào nơi không người, muốn giết thì liền giết. Cho dù là cao thủ đan đỉnh kỳ dân gian kiếm phái cũng không có cách nào khác. Thân thể của hắn được cửu chuyển nguyên công tôi luyện mạnh mẽ vô cùng, gần như là có thể dập ngang một kiện chấn giáo vu bảo. Bình thường vu bảo, thậm chí đan đỉnh đều không thể đả thương được hắn. Mà vu pháp của hắn tên là Đại Phẫn Nộ Minh Vương Quyết, cũng là tuyệt học truyền lại đời sau của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Nó phối hợp với cửu chuyển nguyên công, uy lực là vô cùng lớn. Môn vu pháp này dung nhập vào thân thể La Tế Xuyên, thậm chí có thể làm cho hắn hóa thân là Phẫn Nộ Minh Vương được. Mọi người dân gian kiếm phái đều lui về phía sau tránh né. Kiếm quang bay lượn, bay loạn xạ, không thể vây khốn được hắn ta. Hình như hai kim tàm bốn cánh vừa rồi hẳn là cổ trùng của vũ sĩ Ngũ Độc Giáo nuôi dưỡng thì phải. La Tế Xuyên cười ha hả, ngạo nghễ mà nói: dựa vào cổ trùng cũng muốn đánh lén ta sao? Còn không phải bị ta giết hết rồi hay sao? Các ngươi là ma đạo, chia năm bè bảy mảng, cổ trùng của người Ngũ Độc Giáo nó bị ta giết chết rồi, hắn cũng không dám xuất đầu cho các ngươi nữa rồi. Hóa ra ngươi là người giết chết kim tàm bốn cánh của ta sao? Trên không trung đột nhiên truyền tới một thanh âm không mặn không nhạt. La Tế Xuyên nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên áo lam đứng giữa không trung, trên mặt không chút thay đổi mà đang chằm chằm nhìn hắn. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 45 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.